là con đã trưởng. Làm to lên. Hôm nay tôi xin cảm ơn tất cả các ông bà, bạn bè, cô dì, chú bác đến viện đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi trưởng Lan Trần Văn Đô, tôi xin cảm ơn có gì sơ xuất xin các cụ, các ông các bà anh chị em đưa xuống cho tôi xin ủy quyền cho em gái tôi đi đây tập lúc. Kính thưa các vị đại biểu, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, nhân dân, bà con trong tổ dân phố, anh em, bạn bè, đồng chí của mẹ tôi, anh em tôi và các bạn bè thân hữu với gia đình tôi. Mẹ tôi, cụ Phạm Thị Yên, sinh năm 1935, do tuổi cao, bệnh nặng. Anh em tôi đã cố gắng chăm sóc, các thầy thuốc đã hết lòng cứu chữa. Nhưng cụ Phạm Thị Yên đã chút hơi thở cuối cùng, từ biệt anh em tôi và bà con nối phố lúc 15:25 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020, tức ngày 14 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng, nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng chống chọi với bệnh tật hiểm ác. Mẹ chúng tôi đã ra đi, đó là một sự thiếu hụt rất lớn, không gì bù đắp được trong đời sống tình cảm. Và về mọi phương diện của đại gia đình chúng tôi, từ khi mẹ chúng tôi lâm bệnh đến những phút cuối cùng và trong cả buổi tang lễ hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, các ông bà, các bác, anh chị em, bạn bè. Chúng tôi không biết nói gì hơn là lòng cảm ơn chân thành của cả gia đình chúng tôi, con cháu chúng con. Tuy ở nhiều phương trời khác nhau, nhưng đại đa số đã họp mặt về đây hôm nay, đã đưa tiễn mẹ. Chúng con sẽ không bao giờ quên được nghị kiên cường của mẹ đã chống chọi lại bệnh tật trong năm suốt mấy năm qua, thương đùm bọc lẫn nhau. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng, nội ngoại, các gia đình đông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến cùng viếng và giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức được buổi tiễn đưa ngày hôm nay. Trong lúc tăng gia bối rối, lễ có gì sơ xuất, gia đình xin được lượng thứ. Tôi con thấy út xin thay mặt cho